Xin chào tất cả khán giả của bộ phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 2 và mình là Thùy Anh. Phim Gái già lắm chiêu 2 thì Thùy Anh đóng vai Kiki Ngô. Kiki Ngô thì là một cô gái tóc vàng hoe và là nhỏ tuổi nhất trong hội chăn chuối, là một hội các chị em bạn gì rất là thích tán trai, rất là mê trai. Và đây là một hội chị em rất là thân thiết với nhân vật Miss Q do Ninh Tương Lan Ngọc thủ vai. Đây là một cái vai diễn được đầu tư về cả hình ảnh lẫn nội dung. Và trong phim này thì mình rất là xinh đẹp, này make up đẹp, này tóc đẹp, này quần áo đẹp, này nói chung là rất là đẹp. Cái hội chăn chuối này thì như mình nói, cái tên nói lên tất cả. Đây là cái hội rất là mê trai, hay nói chuyện về những cái chủ đề về trai, những cái chủ đề nó khá là tế nhị nhưng mà rất là vui. Và cái nhân vật của Thùy Anh thì mỗi khi xuất hiện thì sẽ làm cho mọi người cảm thấy khá là hài hước. Tại vì cái nhân vật tóc vàng hoe này nghĩ gì nói nấy và hơi kiểu đâm bang, chọt bang vào những cái câu rất là vô duyên, không liên quan. Nhưng mà sẽ rất là vui, mình tin chắc chắn là sẽ rất là vui. Bộ phim Gái già lắm chiêu 2 là một bộ phim tình cảm hài hước lãng mạn dành riêng cho mùa Giáng sinh này. Bộ phim sẽ được chiếu chính thức vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Các bạn hãy đón xem nha. Và hãy follow fanpage Magic Picture để theo dõi những thông tin mới và những clip hậu trường vui nhộn từ Gái già lắm chiêu 2. Bye bye.